Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay chúng tôi sẽ quay và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách để chúng ta chăm những cái con gà trống trưởng thành hoặc là những con gà gầy bằng cách dùng mật ong này, trứng gà và nước mắm. Ba cái thứ đấy rất là quan trọng. Mật ong thì giá trị dinh dưỡng cũng như là khả năng kháng bệnh rất là tốt. Trứng gà thì giá trị dinh dưỡng rất là tốt. Nước mắm mà truyền thống nguyên chất để lâu năm nó còn có rất nhiều cái tác dụng chữa bệnh. Bây giờ quý vị và các bạn cùng xem chúng tôi làm và cùng đi ngắm các đàn gà luôn nhé. Xin mời quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video hấp dẫn về nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như để ủng hộ chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn đi cùng chúng tôi nào. Đây là quả trứng quý vị và các bạn nha, đã được rửa sạch sẽ rồi. Chúng ta sẽ đập cho nó vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho quả trứng vào này. Đấy, cho quả trứng vào đấy. Xong đấy thì chúng ta sẽ cho một cái thìa này mật ong này. Cái thìa này. Thìa này là thìa to, còn nếu mà chúng ta cho thìa nhỏ thìa mật ong thì phải là hai thìa nhé. Dơ cao lên tí. Giờ chúng ta sẽ lấy một cái thìa mật ong này chúng ta cho vào. Đầy luôn quý vị. Rồi. Vậy là xong. Rồi chúng ta sẽ đánh đều nhé. Ta sẽ đánh giống như kiểu mà đánh cho người ăn á. Quay em bên này nhé. Đấy, quay bên cái chậu này. Khi nào mà chúng ta thấy nó sánh đều rồi thì khi đó chúng ta sẽ lấy ra để cho gà ăn được. Nó phải đều nhé. Chúng ta phải làm sao để nó đều được giữa mật ong và trứng gà. Không được để tình trạng là trứng một bên mật ong một bên. Nói chung là chúng ta khuấy càng đều thì càng tốt. Cho ăn thì có hai cách. Một là chúng ta có thể cho gà nó tự ăn, khi mà ăn quen là nó sẽ tự ăn. Một quả trứng này chúng ta có thể chia cho 3-4 con chứ không phải một con ăn đâu quý vị. Để chia cho 3-4 con ăn. Nói chung là mỗi con khoảng 2 cái xi lanh nhỏ. Còn đây là nước mắm nhá, mình đứng trên này mình quay xuống vì nước mắm lấy lên đây là mình không muốn xuống dưới để quay nữa. Thì nước mắm đây nhiều người biết rồi. Đây chúng tôi làm mỗi lu 30 cân, 3 lu là 90 cân gần một tạ cá. Nước mắm chúng ta phải dùng nước mắm truyền thống và nguyên chất này này, chứ còn nếu mà dùng mấy cái nước mắm công nghiệp kia thì không có tác dụng đâu quý vị các bạn nhé. Đây là nước mắm mình tự sản xuất lấy lên đây rồi quý vị nhá, và đã rót ra đây rồi nè. Đây thì nếu mà cho gà uống thì chúng ta lưu ý như thế này. Mỗi con gà trống chúng ta chỉ cho nó khoảng vài ba giọt thôi. 2 3, đó. 1 2 3, nó khoảng 2-3 giọt. Và 2-3 giọt này phải được pha loãng với nước. Ví dụ như chúng ta sẽ pha vào một cái ống nước uống của nó chẳng hạn. Đó thì được. Hoặc là chúng ta pha một giọt, 2 giọt vào một cái xi lanh thì được. Chứ nếu mà chúng ta cho ăn mặn thì không được. Cái nước mắm truyền thống nguyên chất này nó rất tốt cho sức khỏe con gà. Nói chung cả ba thứ này đều tốt. Nước mắm mà truyền thống nguyên chất thì nó tốt cho cả người, không riêng gì gà. Cái nước mắm truyền thống nguyên chất này mà để càng lâu thì nó càng tốt, nhưng mùi thì nó không thơm như lúc mà nó để 2 năm. Đấy, như ba cái lu tôi vừa quay đấy là để được 3 năm rồi, gần 2 năm rồi. Còn mấy tháng nữa được 2 năm. Thế rồi, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vừa quay vừa nói luôn nhé. Hôm nay thì nhân viên của tôi đã mua được một số cái cá cơm biển và đã nấu lên rồi. Thì lúc nãy đang đưa về sống thì tôi không có quay. Đây là lúa đã được rửa sạch và đã nhân viên trộn thêm một ít rau nữa cho gà, những con gà trống trưởng thành ăn. Thế còn gà mà gà 20 ngày tuổi rồi đi thì chúng ta cho ăn thập cẩm như thế này. Nó sẽ phát triển rất là đều, rất là tốt. Thì như tôi đã nói là chúng ta thi thoảng chúng ta nên mua cho nó một bữa cá hoặc là thịt. Đấy, một tuần chúng ta một làm một buổi hoặc hai bữa như thế. Nếu mà chúng ta thấy đàn gà nó phát triển tốt là ok. Còn nếu mà chúng ta thấy nó phát triển chưa tốt thì chúng ta phải tăng thêm cái lượng dinh dưỡng cho nó. Còn nhiều người cứ nghĩ rằng là cho ăn lúa không thì gà nó không đủ chất đâu. Còn một số người thì lại nói là ăn bắp sợ nó béo. Thì thực ra những con gà mà khi mà nó trước 2 kg thì chúng ta theo kinh nghiệm của tôi cũng như một số trại là người ta vẫn cho ăn cả bắp.
nói chung cho ăn thập cẩm. Khi nào mà gà nó lớn rồi lúc đó người ta mới cắt các cái loại kia, người ta chỉ cho ăn lúa. Thực ra khi ăn lúa thì người ta vẫn cho ăn mồi. Đó, ví dụ như chúng ta người ta vẫn cho ăn thịt bò, rồi cho ăn trứng cút lộn, rồi có nơi cho ăn lươn, vân vân. Cho nên là chuyện mà chúng ta cho ăn thập cẩm lúc nó còn nhỏ là tốt, chứ không có vấn đề gì hết. Thì nó càng đủ chất ấy, thì con gà nó càng khỏe mạnh, càng lớn, càng ít bị bệnh tật. Còn nếu mà chúng ta cho gà nó ăn thiếu chất thì đương nhiên là nó sẽ bị bệnh tật thôi, không có gì ở lại hết. Gà nào cũng vậy, khi mà nó khỏe là nó sẽ kháng được rất nhiều bệnh. Ngay cả con gà bị lác mà một số anh em cứ hỏi tôi chữa như nào, thì lác thì nó có thuốc lác, thuốc chữa của thuốc lác của chúng tôi rất là hiệu quả. Anh em muốn mua thì cứ điện thoại nhân viên tôi, có thuốc lác rất hiệu quả. Còn nếu không thì những con gà ví dụ như gà đúc mái chẳng hạn, chúng ta cứ thả ra vườn ăn uống đủ chất là tự nó hết rồi, cũng chả cần thuốc thang gì, nó cũng hết. Nói chung con gà hay là con người hay là bất kỳ con gì cũng vậy thôi, nếu mà ăn uống đủ chất thì nó sẽ rất ít khi bị bệnh tật. Còn nếu mà chúng ta cho ăn uống thiếu chất hoặc là ở môi trường sống của nó bẩn thì nó sẽ bị bệnh tật thôi. Đấy, còn quay trở lại cái vấn đề mật ong, bởi vì lúc nãy nói mật ong thì tôi không muốn dài, tôi cắt bớt. Như mật ong thì mật ong và trứng gà nó rất là tốt. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ là bị suy dinh dưỡng, bị chả biết bị bệnh gì mà da nó cứ vàng mà người còi cọc không có lớn được. Cho nên là sau đấy thì người ta bảo bị bệnh gan, bác sĩ, bởi vì ngày xưa các phương tiện chiếu chụp nó không có, nhưng bây giờ nó cũng chả có gì xét nghiệm. Cho nên là cũng không biết bị bệnh gì, nhưng mà cứ uống mật ong với cả trứng gà là nó sau nó khỏi, hết một chai là nó khỏi. Đây là một con sáo tự nó bay đến. Nói chung là sáo rất hay bay đến đây. Có hôm nó bay đến 3 con một lúc, nó xuống cái đàn sáo của mình. Hôm đây như 2 con này là nó rất là cảnh giác, nó ở trên cao mà thấy người cái là nó bay liền. Còn cái con lúc nãy thì nó xuống tận dưới con sáo của mình, và sau đấy thì nó đã chui vào lồng rồi. Nó là mình đặt sẵn cái lồng mồi thức ăn ở đấy thì tự nó vào. Còn 2 con này thì nó khôn, nó không vào. Nên là chỉ bắt được một con. Nói chung cái con nào nó thân thiện thì mình bắt, con nào không thì thôi chứ. Những con thân thiện mình không bắt thì người khác cũng bắt, thậm chí là người ta bắn chết nhà uổng. Nên thôi mình bắt nó lại mình nuôi. Đây thì trong vườn trồng một số cái loại hoa quả như này. Mình vừa có đồ ăn, mình lại có bóng mát cho nhà, cho gà, cho người. Đó, và đặc biệt là chúng ta nếu mà có vườn thì chúng ta nên mỗi ngày chúng ta nên thả gà ra vườn một lúc. Vì nếu thả nhiều thì chúng nó sẽ bới hỏng hết. Còn nếu chúng ta thả một lúc thì nó cũng chỉ ăn rau, ăn cỏ, lặt vặt vậy thôi. Nó chưa kịp phá. Còn khi mà chúng ta thả ra lâu là nó phá hỏng hết. Nó phá hỏng thì những hôm khác nó không có để ăn. Đấy. Mà những con gà này thả ra nó lớn rất nhanh quý vị. Chỉ vài ba ngày thả là thấy nó khác ngay những con không được thả. Ví dụ chúng ta tách đàn ra, chúng ta thả một số con không thả, chúng ta thấy nó khác ngay. Nó phát triển rất là tốt. Đấy, còn cá trê thì như tôi đã nói là chúng ta nếu mà có không gian thì chúng ta nuôi một ít cá trê nó cũng vui. Nó vừa vui mắt, vừa nếu mà ai thích ăn cá trê có thể làm thịt, còn nếu không thì nấu cho gà ăn rất là tốt. Cá trê chủ yếu là tận dụng các thức ăn thừa, ví dụ như đồ ăn thừa của chó thứ thì đổ ông đấy. Có cái gì mà không dùng thì đổ xuống thì nó ăn. Mà sức đề kháng của nó rất là tốt, nó không, gần như là không bao giờ thấy nó bị bệnh tật gì cả. Còn gà con thì tôi đã có nhiều các cái video hướng dẫn rồi. Nếu mà anh em cần hỏi thêm cái gì về nuôi gà con hay chữa bệnh cho gà hay phòng bệnh cho gà thì cứ để lại các cái comment bình luận, tôi sẽ gửi các đường link cho quý vị các bạn xem. Đấy, với kinh nghiệm mấy chục năm nuôi gà từ khi còn nhỏ đến giờ, cũng có một khoảng thời gian tôi đi làm các cái công việc, vì tôi là tổng đốc của công ty vệ sĩ và công ty võ thuật đầu tiên của công ty dạy võ đầu tiên của Việt Nam, cho nên là cũng có những khoảng thời gian tôi không có nuôi gà. Nhưng mà thực ra là tôi nuôi từ nhỏ, sau này thì những năm gần đây thì có thời gian thì tôi rất là hay nuôi. Trong quá trình nuôi thì tôi đi khắp cả ba miền tổ quốc, và chúng ta thấy tôi quay phim rất là nhiều, đi cả ba miền tổ quốc, mấy con sáo rồi con cưỡng rồi con cù gáy các thứ, là nó thấy người nó chào rất là vui, nhiều lúc rất là tình cảm. Đấy, khi mà mình đi khắp các trại của ba miền tổ quốc như vậy thì mình cũng hỏi được kinh nghiệm của anh em,
mỗi người họ có một cái kinh nghiệm nuôi khác nhau, thì mình thấy cái gì hay thì mình về mình chia sẻ lại cho mọi người để mọi người cùng làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.